Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sức kết nối chưa khớp của cuộc sống. Chúng mình xem bài giảng Khải Liêm liên công khai quảng cáo. Các em xem quảng cáo giúp Khải Liêm đã hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm tiếp bài 38 biểu thức số tính giá trị của biểu thức số tiết số 4 nha. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Câu số 1 mình sẽ viết chữ cái kết hợp và chữ chấm. Như ở đây mình sẽ có bốn biểu thức ABCD. Câu A người ta hỏi là biểu thức có giá trị lớn nhất là biểu thức nào? Bây giờ mình sẽ đi tính giá trị của các biểu thức thì mình mới biết là biểu thức nào sẽ có giá trị lớn nhất. Giờ thầy sẽ tính nháp phía dưới này cho các em xem, còn các em lên mình sẽ lấy nháp giùm tính nha. Mình sẽ tính biểu thức A trước. 12 nhân cho mở ngoặc 7 trừ 4. Như là trong biểu thức có dấu ngoặc mình sẽ tính dấu ngoặc chứ, 12 dấu nhân mình sẽ viết là 7 trừ 4 bằng bao nhiêu? 7 trừ 4 bằng 3, viết số 3 đúng này. Như vậy là bằng 12 nhân 3 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy 3 nhân 2 được 6, viết số 6. Giờ 3 nhân 1 được 3, viết số 3, kết quả là 36. Tiếp theo mình sẽ tính biểu thức B. Giờ 12 nhân 7 trừ 4 sẽ bằng bao nhiêu? Như là trong biểu thức này có phép nhân, phép trừ thì mình nhớ là nhân chia trước cộng trừ sau nên mình thực hiện phép nhân trước, đúng không? Trước hết mình sẽ lấy 7 nhân 2, 7 nhân 2 là 14, 4 dưới 1. Giờ 7 nhân 1 là 7, khi 1 nhớ là 8, kết quả là 84 trừ 4 viết lại. 84 trừ 4 thì bằng bao nhiêu? 84 trừ 4 thì sẽ bằng bằng 80, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ đến biểu thức C. Giờ hãy cho tấm biểu thức C bên đây cho các em dễ quan sát nhé. Biểu thức C mở ngoặc 80 cộng 40 đóng ngoặc chia cho 4. Như là trong biểu thức C này mình thấy là có dấu ngoặc, mình sẽ tính trong ngoặc trước. 80 cộng 40 bằng bao nhiêu? Thì mình sẽ lấy 8 cộng 4 là 12, chục giữ nguyên, kết quả là 12 chục. 12 chục chính là 120, chia 4 viết lại, đúng không? Giờ 120 chia 4 bằng bao nhiêu thì mình sẽ tính nhẩm, mình sẽ lấy 12 chia 4 được 3, chục giữ nguyên, kết quả sẽ là 3 chục. Mình thấy là 120 mình có thể đọc là 12 chục. 12 chục chia 4, mình sẽ lấy 12 chia 4 được 3 chục giữ nguyên, kết quả 3 chục. Tiếp theo mình sẽ tính biểu thức D. Giờ 80 cộng cho 40 chia cho 4. Như giờ 80 với cộng mình sẽ là giờ mình thực hiện phép chia đây. 40 chia 4 bằng bao nhiêu? 40 chia 4 sẽ được 1, đúng này. Giờ bằng 80 cộng 10. 10 chính là 10, 80 cộng 10 thì là bằng 90, đúng này. 8 cộng 1 bằng 90, giữ nguyên, kết quả là 90. Như vậy mình biểu thấy là biểu thức nào sẽ có giá trị lớn nhất, đây là 36, 30, 80 thì 90, mình thấy là 90 sẽ lớn nhất. Như vậy có nghĩa biểu thức D sẽ là có giá trị lớn nhất. Ở đây mình sẽ viết chữ D. Được rồi, biểu thức có giá trị lớn nhất chính là biểu thức D. Giờ biểu thức nào có giá trị bé nhất? Mình quan sát 36, 30, 80, 90, mình thấy 30 sẽ là nhỏ nhất. Như vậy biểu thức C có giá trị là bé nhất chính là biểu thức C. Được rồi. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video, hãy biết các em hiểu bài nha. Phần tính nháp hãy sẽ xóa đi. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 người ta nói là lúc đầu may cắm được 5 đậu hoa, sau đó may cắm thêm được 3 lọ hoa. Như vậy họ có tất cả bao nhiêu bông hoa trong các lọ hoa, biết là mỗi lọ hoa sẽ có 10 bông hoa. Như vậy câu số 2 người ta nói là lúc đầu thì may cắm 5 lọ hoa, sau đó cắm thêm 3 lọ hoa nữa, đúng không? Như trước mình sẽ tính xem may cắm được tất cả là bao nhiêu lọ hoa bằng cách lấy 5 cộng 3, đúng không? Giờ bây giờ trước mình sẽ tính xem may cắm được bao nhiêu lọ hoa chứ nhé. May cắm được số lọ hoa là
Giờ may cắm được số lọ qua nè, mình sẽ lấy 5 cộng 3. 5 cộng 3 bằng 8, kết quả là 8 lọ qua. Giờ bây giờ người ta hỏi chứ gì mình trả lời cái này. Người ta hỏi là có tất cả bao nhiêu bông hoa trong các lọ hoa đó. Như vậy là mình sẽ bỏ chữ hỏi đi, mình sẽ khai chữ bao nhiêu thành chữ số. Mình trả lời là có tất cả số bông hoa trong các lọ hoa này, đúng không? Có tất cả số bông hoa trong các lọ hoa. Có tất cả số bông hoa trong các lọ hoa là, thì mỗi lọ hoa sẽ là có 10 bông hoa, thì 8 lọ như vậy thì mình sẽ lấy 10 nhân tay, đúng không? 10 nhân 8 sẽ là 80, 80 bông hoa. Vì đáp số sẽ là 80 bông hoa. Giờ như là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video thì biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 người ta kêu mình tính giá trị của biểu khúc bằng cách thuận tiện nhất. Giờ như vậy là mình sẽ quan sát. Như mình sẽ quan sát biểu khúc A 476 cộng 70 cộng 30. Thì mình thấy là hai số nào cộng nhau sẽ là tròn chục hoặc là tròn trăm. Thì mình thấy là 70 cộng 30 sẽ là tròn trăm, nên mình sẽ nhóm hai số này mình tính trước. Giờ như ở đây mình sẽ để bằng 476, mình sẽ viết lại. Giờ mình sẽ lấy 70 cộng 30. Hai số này cộng là tròn trăm nên mình sẽ tính trước. 73 cộng 30 sẽ bao nhiêu? Mình thấy là 7 cộng 3 sẽ 10. Chính là 10 chục, 10 chục chính là 100. Đúng rồi. Giờ 476 cộng 100 bằng bao nhiêu? Thì mình sẽ lấy 4 cộng 1. 400 cộng 100 là 576, vẫn giữ nguyên kết quả là 576. Đúng rồi. Như vậy mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Như mình thấy là trong phép cộng có hai phép cộng thì mình sẽ tính phép cộng nào trước cũng được luôn, thì kết quả sẽ là giống nhau nhé. Mình thấy là hai số nào cộng là sẽ chồng chục hoặc là chồng trăm thì mình sẽ tính trước. Giờ tiếp theo là câu B, 67 cộng 125 cộng 75. Thì mình thấy là hai số nào cộng lại sẽ là tròn trăm hoặc là tròn chục. Thì mình thấy là 125 cộng 75 sẽ là tròn. Vì tăng cùng là số 5, số 5 là cộng là sẽ là tròn, đúng không? Như là 67 dấu cộng mình sẽ viết lại. Giờ sẽ lấy cộng hai số này bằng cách tính nhẩm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 5 cộng 5 là 10, viết 0 nhớ 1. Giờ 2 cộng 7 là 9, khi 1 và 10 viết 0 nhớ 1. Số 1 hàng trăm này khi 1 nhớ là 2, đúng không? Như vậy 67 cộng 200 thì sẽ là kết quả là 267. Được này. Như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video thầy biết các em hiểu bài nha. Mình nhớ là nếu mà trong biểu khúc có hai phép cộng thì các em cộng thực hiện phép tính trước là cũng được nha. Được này. Thì kết quả là sẽ là giống nhau.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 4 người ta cho biểu khúc. Có 3 biểu khúc ở đây. Người ta kêu mình biết các giá trị của cái biểu khúc đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn. Bây giờ mình sẽ đi tính giá trị biểu khúc, sau đó mình sẽ sắp xếp để biết ba cái giá trị biểu khúc theo thứ tự từ bé đến lớn nhé. Thầy sẽ tính nhấp phía dưới này cho các em xem, còn các em mình sẽ nhấp cho mình tính nha. Mình sẽ tính biểu khúc đầu tiên là 15 nhân cho 7 trừ 4. Trong biểu khúc này mình phải có dấu ngoặc, mình sẽ tính dấu ngoặc chứ. 15 giống nhau viết lại nhé. 7 trừ 4 sẽ bằng bao nhiêu? 7 trừ 4 sẽ bằng 7. Đúng rồi. Giờ 15 nhân 3 bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm luôn. Chứ hết thì mình sẽ lấy 3 nhân 5. 3 nhân 5 là 15, viết 5 nhân 1. Giờ 3 nhân 1 là 3, khi 1 là 4, kết quả là 45. Giờ mình sẽ tính biểu khúc. Giá trị của biểu khúc thứ hai 74 chia cho mở ngoặc 6 chia 4. 74 viết lại, dấu chia viết lại, mình sẽ lấy 6 chia 4. 6 chia 4 sẽ được 2, viết số 2. Giờ 74 chia 2 bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm luôn, thầy hướng dẫn các em tính nhẩm chỗ này. Chưa hết là 7 chia 2. 7 chia 2 được 3, viết số 3. 3 nhân 2 là 6, 7 chia 6 được 1. 2 số 4 xuống mình được 14, 14 chia 2 được 7, viết số 7. 7 nhân 2 là 14, 14 chia 14 hết. Như vậy kết quả sẽ là 37. Giờ mà tính giá trị của biểu khúc thứ ba 24 cộng 60 tất cả chia cho 4. Trong biểu khúc này mình phải có dấu ngoặc, mình sẽ tính cho ngoặc trước nha. 24 cộng 60 thì mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 4 cộng 0 bằng 4, viết số 4. 2 chục cộng hàng chục, 2 cộng 6 bằng 8, kết quả là 84, chia 4 viết lại. Giờ 84 chia 4 bằng bao nhiêu thì mình sẽ tính nhẩm luôn. Giờ mình sẽ lấy 8 chia 4 được 2, viết số 2. 2 nhân 4 là 8, 8 chữ 8 hết. Hạ số 4 xuống, mình lấy 4 chia 4 được 1, viết số 1. 1 nhân 4 là 4, 4 chữ 4 bằng 0. Như mình sẽ có 3 giá trị là 45, 37 và 21. Thì mình thấy là giá trị nhỏ nhất sẽ là 21. Mình sẽ viết đầu tiên. Tiếp theo sẽ là 37. Và cuối cùng sẽ là 45. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 kem thì bạn kem sẽ bấm quit video để biết kem thì bạn nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nha. Phần tính tính nháp thầy sẽ sau đi nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các bạn giảng giới thiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm thì các em sẽ bấm đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nhé. Thầy chúc các em học tập, tạm biệt các em nhé.